Ok, bữa nay mở ra cái chương trình là đồng chí Tân lấy xe nhà Sóc Trăng, đồng thời có anh cháu là tài xế nó cùng đi nữa, rồi thêm Mr. Quân nè. Nhiều quá. Đây là Mr. Tôi nè. là cùng nhau là đi Cù Lao Dung nha. Đi Cù Lao Dung coi là nói là ăn bánh bao nhau. Là đánh một trận bữa nay coi như là không thắng là không về đó. Không. Vậy sớm là bữa nay mình ăn cơm ở quán 50 hả? Ừ, đây là bắt đầu tới đâu? Đây là còn ở trong thành phố Sóc Trăng nè, bắt đầu đi nè. Không, xe này là Mr. Tân mua bỏ ở đây nè. Để mà Mr. Tân đi cua gậy đó. Không. Mai mốt mà nếu mà có ai ở gần ê vợ. Ờ đó đó thấy không? Còn kêu gậy kìa. Đó thấy không? Đó, Mr. Tân mà ai có ai có gần bà xã thì Mr. Tân thì báo cáo nha, Mr. Tân giấu chiếc xe đây nè. Đó, để chuyên môn chở gậy đó. Đó, vậy là rồi hết nha, chuyện nào tới Cù Lao Dung rồi mình sẽ gặp lại nha. Ai vậy? Nói chuyện nha. À, phi trên YouTube hả? Đây là tới sông Đại Ngãi rồi đó. Sông Đại Ngãi là đây là qua phà nè, qua chiếc phà này. Phà này giống như cái phà Cần Thơ nó đưa xuống đây quá ta. Ờ Thơ đó. Ờ vậy hả? Ờ Thơ đẹp vậy. Phà này qua tới đâu có lần đó. Ờ đúng rồi, giống quá, nhìn ra đó, nhìn ra phà Cần Thơ đó. Ở đây là cái cồn hồi đó là mình đi là cái cồn này nó chưa có cây luôn á. Chưa nó mới rồi. Cái này là bồi đó. Ừ. Nó chỉ có ngang là bị cạn á. Cạn á. Mới bồi thôi. Ừ. Cái cây cồn này hồi trước 75 là chưa có cây đó, nữa là cái đầu cồn đó là. Ừ. Bây giờ nó nổi hai cái đó, mỗi một ra. Giữa này có đúng nó chẻ vô đó. Nó làm như cồn mùng như cồn điền vậy đó. Ừ, nó chẻ một đôi á. Ừ, nhắm đôi. Tôi chưa biết bao nhiêu cái kỷ niệm ở đây là coi như là rất là nhiều năm. Đi qua đây cái mấy thì nhìn lại cái sông Đại Ngãi nè, cái sông này cái đó là cái trong đó là vô trong con chợ Đại Ngãi đó. Rồi đó. Giờ qua bên đây là Cù Lao Dung nè. Cái này là cái cồn nha, cái cồn ngay giữa Đại Ngãi với Cù Lao Dung á. Giờ qua đó là Cù Lao Dung đó. Ok. Để lát qua tới Cù Lao Dung rồi sẽ gặp lại nha. Bây giờ sẽ tạm dừng ở đây rồi các nữ qua bệnh rồi mình sẽ gặp lại. Ở bây giờ anh quảng cáo em không có ăn tiền công gì ra quảng cáo công nè. À, bây giờ cái này là yến nè, yến mà yến nghĩa là còn hôi cái mùi yến đó, cái mùi tanh đó là yến, là đặc biệt là em tôi nó làm là rất là chính xác, là chánh cống là yến đó. Bây giờ nó nuôi ên đó rồi nó làm ra đây, rồi bây giờ tôi về tôi tìm nó để mà mua cho bà xã tôi với bạn tôi ăn nè. Đó, thành ra nó là đó, thấy không nè, yến nè, đó vậy đó. Bây giờ là tôi xuống đây tới đây là tôi nhất định là phải mua đó. Bây giờ mà bà con cô bác ở trên thế giới này ai muốn mua nó thì bây giờ lại cái tiệm vàng Hoàng Đắc ha, là chuyên mua bán các loại vàng 15, 17, 23 gì đó, đặc biệt là yến thô, yến sạch. Địa chỉ là chợ An Thạnh 3, đây nè, tôi có cái địa chỉ đây luôn ha, nhìn ha. Chợ An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Điện thoại số 0982 355 544, rồi số 0984 678 483 ha. Bà con ai muốn thì cứ việc gọi cái số này, và đồng thời nó em chuyển tới chỗ cho người ta không? Dạ. Nếu có người mua em chuyển yến tới chỗ cho người ta không? Dạ. Đó bây giờ đó hỏi rõ rồi đấy không? Đó chủ nó nói là nếu mà ai mua mà gọi tới thì nó sẽ chuyển tới chỗ cho, nếu mà nợ cái chỗ nào đó thì người ta đem tới chỗ cho ha. Cái tiệm thì ở ngoài đây này, nhìn vô nè, bây giờ nhìn vô đây là cái tiệm nha, đó cái nhà ha. Đó, tiệm vô đây là thấy là tiệm vàng ha, tiệm vàng như đó là Hoàng Đắc, tiệm vàng Hoàng Đắc đó. Vậy là coi như là nếu mà bà con cô bác trên thế giới mà ai có cần nhu cầu yến đó thì cứ dịch gọi được cái số này để rồi em ước đáp ứng cho bà con của bác hả? Làm gì vậy? Ơi, cho cả thế giới nhìn luôn. Nè, đây là yến mới lấy đem về đó, coi như là em lấy đem về chưa có làm sạch đó. Bây giờ là quý vị thấy rằng là yến này nó là chánh cống luôn, chứ không còn nói là cái yến gì mấy con này. Nó còn lông này, thấy không, lông này nè, bây giờ nó mới làm sạch lông ở trên cái hộp đó, nó mới bán phải không? Thì bây giờ bà con thấy rằng là không có gian dối, không có cái này chắc thu mua của ta thế, không có giả gì của nó, mà nó có cái chuồng mà, nó có chòi mà. Ừ, nó có chòi yến mà đó. Cái đó là yến giạc á. Vậy hả, yến giạc hả? Yến giạc
Trời đất ơi. Còn cái yến này là yến khác nữa hả? Wow. Ây da, lựa cái này là lựa yến mà lựa ra là tốt hơn yến kia đó hả? Dạ. Trời đất ơi. Này cũng chưa có làm sạch. Chưa có làm sạch luôn nè. Dạ. Thôi rồi, như vậy là cái này yến không đó hả? Dạ. Thôi rồi anh kêu Quân mày biết không? Vàng lắm. Dạ. Nè, bà con thấy nó làm yến nè, coi nè. Nó chất đây nè, cái thùng này thấy không? Thấy không? Nó mới nhìn xuống nó chỉ cho anh bảy nâng thùng đó mà ở đây nó còn một hàng thùng nè, thấy không? Đó, bà con nhìn kỹ đi là nè. Đâu có nói dối là yến giả phải không? Đây nè, nó cái rổ này nè, nó cũng để đây nè, yến nè. Nó thấy không? Đó trên keo. Đó còn cái đó là nó làm xong rồi đó. Đó nó làm trên keo xong đó. Rồi quá trời quá đất ông nội ơi, dòm thấy hết hồn cái vía luôn á. Thôi yến này mà đóng như đóng lúa vậy trời. Trời ơi mà cái này là yến giạt nha. Còn yến nguyên là anh để trong thùng kìa, nó sắp kìa. Nó thấy chưa bà con? Có hết hồn cái vía chưa? Bây giờ tôi giới thiệu đâu có phải là tôi giới thiệu đồ giỡn đâu phải không? Nãy giờ tôi chưa hay cái đống yến này. Tôi mới thấy là trảm trong thôi. Ok. Giờ có gì cứ gọi cái số hồi nãy tôi giới thiệu đó không? Rồi tiếp tục coi như là nó sẽ đưa hàng tới nơi ha. Ok. Bye. Đây là đến Trường Tiền Nhỏ, là cái cơ ngơi của chú Tân nè. Cơ ngơi ngày xưa mà coi như là lớn lên ở đây phải không? Lớn lên tại đây đó. Sinh ra tại chỗ này đó là nơi chung nhau cắt rúng là thầy Tân á, gọi là Trường Tiền Nhỏ. Bây giờ đi trở về đây thăm lại cái chúng này có trái quá trời này chú ba. Chúng xưa sớm đã đi hết một đoạn ở Cồn Cát rồi, đi thăm nhà Tiết Nam ha. Rồi bây giờ đi trở về Trường Tiền, đang ở đây để chuẩn bị coi như là mở cổng nhận vô nhà. Rồi thỉnh thoảng tới rồi đó, cùng nhau đi với chiếc xe đó của chú Tân mua bỏ ở Việt Nam rồi mà đi chơi đó. Đây là nhà cũ, ngôi nhà cũ. Để đây đó. Đây nè. Trái đó. Xe để đây. Đó cái trái đó. Nơi bên đó có cái đám tiệc gì đó người ta. Ta dọn dẹp đông y xeo đó. Ok. Người hẹn trở về Sóc Trăng gặp lại. Okay. Đây là núi Đức Mẹ. Đây là khu vực là nhà thờ Hòa Thượng. Đây là cái nhà thờ Hòa Thượng đây. Đó. Có cái hình cha Trương Quốc Việt thờ ở đây. Thành ra bà con nếu ai mà muốn đến đây xin lễ thì cũng có cha Trương Quốc Việt ở đây. Bây giờ bước vô đây là cái màn nói về cái mẹ ông già già. Trước đây là nhờ cái chú Út Ngọt đó mà anh em quen biết đã trên 50 năm để giúp về cái phần gạch ở trong cái mộ này, phần làm gạch ở trong phía trong. Còn đá ngoài đó là chú Hưởng của cò, đó là bạn của chú Ngọt nó giúp. Nhưng bây giờ tháo ra thấy nó nứt từng lùm ra, tháo ra thì bây giờ cái số đá trong xi măng đó là nó vậy đó. Đây xi măng nè, xi măng ở trong đó, nghĩa là nó không có phần như nó không có xi măng luôn. Đó xi măng đó, xi măng kia ra chú em Ngọt đã quen biết trên 50 năm á. Là còn cái đá này đó là nó gãy hết. Gãy hết toàn bộ
mấy cái này nó đứt như vậy hết trơn, sụp hết nó, bây giờ mấy anh nó tóc lên hết trơn, nó đổ hồ lại vì không có dính cái gì trơn, nghĩa là nó không dính một cái gì hết. Đó, cái phần dưới đó là cái phần chú Út Ngọt nó giúp nó gỡ ra này. Bây giờ coi lại thì mới biết, bị nó xích ra coi lại thì mới biết. Bây giờ ở trong này hoàn toàn là trống cái kiểu này, hồi xưa mình đâu có biết, có hiểu gì đâu, phải không? Rồi cái chú thợ làm đá đó, chú Lãnh, thì cao tiền, giá thì cao, mua đá thì mua đá rẻ tiền, đem về làm cho nó có lời nhiều chứ. Còn ta cuối cùng cái mã bây giờ nó không còn cái gì hết, nghĩa là tóc ra làm tính ra là khoảng trên 30 triệu mà chưa đủ, còn phải mua thêm nữa, làm thêm nữa. Bây giờ mình biết nói sao rồi, chỉ làm thêm chịu thôi. Khi mấy anh nó sửa, nó làm, bây giờ nó làm sửa lại, nó tóc ra, nó sửa hết trơn, gãy hết trơn, coi như toàn bộ cái vạt này gãy hết trơn. Mình làm cái mộ ông bà mà mình đâu có muốn để cho nó bị hư hao như thế này, bị gì. Cái mồ mả nó rất là quan trọng á, đâu có ai đâu mà muốn để cho ông bà mình phải bị cái mả mồ mà nó nứt, nó hư, nó hại như thế này, con cháu làm sao làm ăn, phải không? Nhưng mà hồi đó cũng có nói với chú Út Ngọt, thì cũng có nói với chú thợ, chú Hưởng đó, cũng nói nó vậy đó, đáng giúp tôi cho chắc chắn đàng hoàng, tôi tới thì mình không biết mà, mình giúp cho tới đây thì tôi cho tiền thêm, chứ bây giờ mình đâu có biết làm sao giờ, mình chỉ có cái lời năn nỉ vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng không biết là cái lòng của mấy chú đó như thế nào mà họ làm ra cuối cùng bây giờ cái mộ phải tóc ra hết trơn như vậy nè. Bây giờ mấy cháu nó nè, mà sửa lại nè, nó cái này xi măng còn có gì đâu, xi măng đâu nè. Nè. Không có xi măng luôn á, nghĩa là nhìn như là không có xi măng luôn, cát không nè, không mình nhìn thấy mình rất là đau lòng, nhưng mà bây giờ chấp nhận chịu thôi, chứ làm sao giờ. Ai mà coi cái này là sao mà xi măng được, đá xi măng cái kiểu gì kì vậy. Thôi thì cũng kể như nhiều khi mình đi đường mình cũng thấy dấp một cục đá hay là một cục gạch, đôi khi mình cũng bị té tới té lui, phải không? Thì mình kể như cái này cũng như là mình dấp một cục đá vậy đi. Bây giờ mấy cháu nó tóc hết trơn ba cái đá rồi, lóc ba cái xi măng luôn, nó tô lại hồ lại là cái loại mà coi như là chắc chắn 100%, không có làm cái kiểu như là hồi xưa nữa. Bây giờ lên cảnh mua đá lại đó, mua đá hoa cương lại đó, làm bà chủ đó, bà mới cho mình biết rằng là ấy ra cái kiểu này sao kỳ vậy ta, là có cái loại đá là chống có cái loại đá là chống chống nắng, nên mình mới biết cái loại đá đó. Nhưng mà bây giờ thì biết thì quá muộn rồi. Mà đó chú Hưởng chú mua là chú mua toàn là cái đá dởm, chỉ có mấy cái miếng đá trên đó đó là cái đá thật của chống nắng thôi, nó không có bị nắng, nó không bị dẫn đâu, thì tất cả các thứ khác là bị hư hết. Nè, xi măng nó tách ra nè, cái này là chú Út Ngọt quen biết rồi trên 50 năm đó, mà cuối cùng là em nó làm như vậy. Bây giờ mình biết làm sao vậy, chịu thôi. Mình rất là thật lòng, phải không? Không may mắn là gặp những cái người là người ta làm người ta không có thật lòng, cho nên là mình phải chấp nhận chịu. Mà bây giờ mình sửa lại anh mình, không sao vậy?
tháo bung banh ra hết, bởi vì nó nứt hết trơn toàn bộ, nó gãy hết trơn toàn bộ, không còn cái gì hết, tăng hết. Nó kìa, nó thấy không, xi măng đó. Đó, đó, xi măng đó, thấy không, xi măng đó. Đó, xi măng đó, bây giờ nè, nó cháo nó đập ra là coi như là cái đó là xi măng sao. Đó, hồi đó mình nói rồi, làm xi măng cho thật chắc, đổ xi măng cho thật coi như là già xi măng đi. Mình đâu có sợ tốn đâu, nhưng mà không biết tại sao làm như vậy. Nghĩ rằng chắc có lẽ là làm như vậy rồi nó qua đi rồi thôi, bích lại rồi đâu có ai thấy nữa, phải không? Nhưng mà không ngờ trận này nó gãy hết trơn ở ngoài rồi, thằng đó. Mình đã phải đào lên cái này rồi, bây giờ làm ra nó vậy đó. Nó tài thiệt. Ở bên đó bây giờ nó đổ cái đó là nó đổ cái keo dán gạch đó, đổ nó làm lại coi như là già dặn đàng hoàng tử tế thôi, cho nó chắc chắn rồi, cho nếu mà không làm lại thì làm sao không có được. Thì cũng nói lên với tất cả mọi người ở đây là bà con biết rằng là cái trường hợp này nó xảy ra như thế này nè. Nó cũng như đây là cái nhà thờ hòa thượng nè, phải không? Đó, nó cha Trương Bửu Diệp. Đây là cái mộ của cha Châu Văn Hạnh hồi xưa nè. Hồi cái thời mà trước cái cha Mỹ đó thì cha Hạnh ở đây nè. Đây cái mộ của cha Hạnh đó. Kính thưa tất cả bà con, cô chú, anh chị em, bạn bè khắp nơi, trong và ngoài nước. Hôm nay con về quê, thăm lại quê hương, xứ sở. Đây là nhà thờ Hòa Thượng. Đây là nơi mà xứ sở có từ nội, ông nội, ông ngoại ở bên đây. Bây giờ thì nhà thờ Hòa Thượng có làm một cái tượng của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Đây, cha Trương Bửu Diệp cũng đã có giúp cho con rất là nhiều cái chuyện qua khỏi những cái khó khăn. Nên con tiện dịp về đây xin lễ cho ông bà cha mẹ, rồi con cũng xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp luôn. Đây là tên của cha nè, còn đây là cái hình tạc tượng của cha đứng đó. Thì đã khá là như vậy, nhưng mà con có một cái chút xíu việc này con muốn tỏ ra cho tất cả bà con, cô chú, anh chị em trong và ngoài nước biết á. Tại vì năm 2018 con có lấy cốt ông già bà già về đây. Bên đây là cái tượng đài Đức Mẹ. Lấy cốt của cha mẹ con từ ông Thành Ba về đây thì gửi gắm ở đây cho cha mừng. Thì con có nhờ chú em mà con quen biết cũng trên 50 năm là chú Út Ngọt chú giúp làm giùm con cái phần gạch ở trong, rồi cái phần đá ở ngoài thì chú Ngọt mới kêu bạn của chú Ngọt là chú Hưởng, chú Cò giúp. Nhưng mà em nó làm không biết làm sao mà nó làm rất là tệ bạc. Nó làm không biết nó nghĩ cái gì mà lúc mà đó thì con có nói với em nó rằng là làm cho thật là cẩn thận, xi măng rồi này nọ làm thực tế. Bây giờ mấy cháu này nó giúp nó sửa lại nè. Bây giờ xi măng nó hình như là nó không phải là xi măng nữa, mà là nó chỉ là cát với cái gì á, nó không phải là xi măng nữa. Tơi tả nó cào lên hết. Cháu nó dở lên, nó nắm cái này nó dở lên, rồi lên nắm dở lên hết trơn rồi nó làm lại bằng
mình làm bằng cái gì, bằng keo ha, làm lại bằng keo hết, sửa lại hết toàn bộ. Thì ở đây muốn nói lên là tại vì cái cái chuyện đã qua mà mình không thể nào mà mình gặp được cái người mình muốn nói chuyện, cho nên vì vậy muốn bỏ lên đây cho tất cả mọi người, ai có quen biết với chú Hưởng với lại, nếu mà chú Ngọt chú có nhìn thấy cái này thì chú Út hôm qua chú Út Ngọt có lại đây, nhưng mà bị gì không có cái cơ hội đi, thời gian để nói chuyện thì rõ ràng thì thôi bây giờ mình bỏ đây thì như chú Út Ngọt coi thì cũng được, bởi vì em Út mà quen biết tới 50 năm, trên 50 năm nữa, từ năm 2072 tới năm 1972 tới giờ. Về đây là quen với Út Ngọt rồi. Bây giờ Út Ngọt thì làm hồ, nhờ Út Ngọt làm cái phần gạch ở bên trong đó, rồi nhờ Út Ngọt coi những người nào uy tín làm đá ở ngoài đó thì mời tới làm. Nhưng mà cuối cùng người chú Út Ngọt mời một người thợ đá như vậy làm toàn bộ cái này, là gãy hết cái này, là mấy cháu nó mới dán lại cái đá mới nè, đó cái này cũng mới nè, chỉ có cái miếng này là không bể thôi, miếng này, hai cái nắp này là không bể, có lẽ là cái hai cái nắp này là cái đá, cái loại mà cái đá chống nắng, chống nhiệt. Thì chú em ở đây nó mới dẫn lên trên cái chỗ làm bán đá đó, nó mới, người ta mới cho biết rằng nó có cái loại đá chống nhiệt. Nhưng mà lúc đó thì chú Hưởng không có giải thích cái phần này, mình đâu có biết gì hết, giao cho chú Hưởng hết trơn, chứ đâu có, đâu có sửa, đâu có biết cái gì nào là mua cái nào đâu. Nó vì vậy là cho nên là chú Hưởng lấy cái giá tiền thì nó rất là cao, nhưng mà bởi vì cái lúc đó bình thường giá thì người ta làm 24 triệu hoặc là 33 triệu là xong một cái. Ở đây chú Hưởng lãnh 42 triệu rưỡi mà mình còn cho thêm nữa. Nó nhưng mà chú Hưởng lại đi mua những cái loại đá mà nó nội địa, cái đá mà kêu bằng đá dỗm, rồi đem về lắp vô thì bị nắng nó cong, nó dảnh thì nó dở ra trơn đó. Cho nên là mấy cháu này nó mới bàn là cái nóc ở trên này đó là mình không nên để những cái lòng thòng như ngày xưa nữa, mà mình phải làm lại cho nó gọn gàng để thôi nó rớt, có đôi khi nó mấy đứa cháu nó vô trong này nó chơi đó rồi nó rớt trúng nó thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Chứ hồi xưa thì nó làm như bên đây nè, hồi xưa nó làm như cái này, nó có cái học đằng trước này, thành ra cái tấm bia nó nằm thụt vô trong vậy đó, ở ngoài nó có bàn thờ vậy đó, hồi xưa nó là như vậy, nó như cái mình đó vậy đó. Nó nhưng mà bây giờ buộc lòng là mình phải làm cho nó bằng thẳng lên thôi, không có cái dàn nóc đằng trước này, để tránh đi cái sự nguy hiểm sau này á. Thì đại khái là mình muốn làm cho nó an toàn lại một lần, thì mấy cháu này nó biết nó mới bàn ra là mình mua keo, loại keo dán gạch đó, cái loại keo này nó về đổ hết trơn mấy cái hộp này, nó đang đổ đó, đổ vô cho giữa cái tấm đó, tấm đá này nó dính vô trong cái gạch kia đó, để mà tránh đi cái tình trạng là sau này nó thất thoát, nó bị hư hao nữa. Còn gạch đá bây giờ mà mua đó là toàn bộ là bà bán đá, bà chỉ cho mua cái đá là một thước, nó là 2,4 triệu, nhưng mà bà bảo đảm 100% là nó chống nắng, nó không có bị dẫn bị cong gì hết, không có bị nứt bị gì hết. Còn cái kỳ trước là có thể nói là nó hư hại khoảng 80%, mà mới hồi năm 2018 như tới bây giờ thôi. Có những cái mộ là người ta làm ở bên kia đó là trước năm 2018 nữa, nhưng mà nó vẫn còn nguyên dạng, nó không có bị thất thoát gì hết. Nhưng mà ở đây mới làm năm 2018 cho tới bây giờ là 2023 thì nó chỉ có 5 năm thôi mà nó nứt, nó gãy, nó răng, nó nứt.
Rồi khi mấy cháu nó ấy ra đó, nó dở ra nó thì ba cái xi măng mà chú Út Ngọt làm đó thì nó không có xi măng. Rồi xi măng đâu, xi măng đi đâu? Đại khái là như vậy. Mà làm thì mình để cho thợ làm thì thợ làm thôi, chứ mình đâu phải ngồi ở đây tối ngày mà để coi thợ làm được. Mình cũng phải lo công chuyện này công chuyện khác, trong cái thời gian mình về thì nó rất là giới hạn cái thời gian. Thì cứ để đây thì mình đi làm cái chuyện khác, chứ mình chẳng lẽ mình phải ngồi đó mình chờ mình coi thì nó rất là nhọc nhằn, mình đâu có thể nào làm cái đó được. Mình còn rất nhiều cái chuyện. Còn ở đây đó, cái mã bên ngoài, cái mã bên đó là đây là cái núi Đức Mẹ, đây là phía trước của nhà thờ. Nó thì giờ coi mình thấy ra là tại vì quay cái clip này bỏ lên mạng là muốn cho bà con cô bác ở đây ở cái cổ cò này nè biết rõ rằng là cái việc làm của cái chú Ngọt với lại chú Út Ngọt với lại chú Thưởng nó như thế nào. Chú Út Ngọt thì tình anh em quen biết trên 50 năm á, quen biết từ năm 72 tới bây giờ đó, mà bây giờ em nó giúp mình mà nó giúp bằng cách như vậy thôi cũng đành thôi, để làm sao giờ. Rồi nó kêu thêm thằng bạn của nó nữa là chú Hưởng ở dưới cổ cò lên. Cái mã bình thường ở bên đây thì làm giống như vậy thì người ta làm 24 hoặc 30 triệu đó, cái lúc đó của cái thời đó, mà nó ăn cái này là 42 triệu rưỡi mỗi cái, tức nghĩa là hai cái là 85 triệu. Mình còn cho nó thêm mấy triệu nữa uống cà phê, nhưng mà cuối cùng rồi nó lại đi làm cho mình. Hay là còn cái chú này á, là cái chú này là cháu của ông Xui, chú ở trên cái đường lên Bể Xào hồi đó, chú Lãnh là chú Lãnh ba cái mộ luôn, cái mộ bà ngoại ở đây, cái mộ ông nội bà nội bên đó đó, bà ngoại là Võ Thị Kim đó. Bà ngoại ở đây ha, thì chú Lãnh làm luôn ba cái bia, nhưng mà không biết làm sao là vì cái lý do gì tự dưng cái chú trả lại ba cái bia, chú nói chú không thể làm được ba cái bia. Nhưng mà lúc đó mình rất là bận, mình lo công việc khác, mình rất là bận, cho nên là nói, trời ơi cháu làm, cháu Lãnh rồi cháu bây giờ cháu tự dưng mày trả lại tao, tao biết phải làm sao phải không, thôi gì để mày làm cái mộ của bà ngoại đi, còn hai còn cái mã bà nội thì ông nội bà nội thì để cho nó kêu người khác, định là hồi luôn cái này. Nhưng mà không ngờ bây giờ cái thằng này nó làm á, lại là chắc chắn gạch thì cũng giống nhau, nghĩa là gạch đá giống nhau hết, nhưng mà nó làm không có một lần nứt nè, mình nhìn từ trên tới dưới là không có một lần nứt. Kia nó làm tăng quan hết. Đó, nó làm cái mã bằng ngoại này nhìn kỹ coi, không có một cái chút gì là sơ hở hết. Đó, nếu mà cái lằn kẻ đó mà nó có rớt cái keo ra mình cũng sợ nữa, mình cũng tha keo cho được đó, cái lằn kẻ này. Nhưng mà có một cái là nó gãy nó nứt mà mình không sửa là đâu có được, mồ má ông bà mà, thấy không? Đó. Đây là bà ngoại đây, quý vị hãy nhìn kỹ. Đó, cái này là thợ ở trên đường Bãi Xào xuống làm đó. Thiệt là tức mình. Bây giờ bên kia sửa lại nó cũng khoảng 40 nữa, mà chắc có lẽ là chưa chắc 40 nữa mà nó ổn, nó xong. Nhưng mà mình đâu có tiếc tiền, mình cũng phải sửa thôi, mồ má ông bà mà. Thấy cái mã bà ngoại an toàn cũng rất là mừng, bởi vì cái mã ông bà mình không thể để cho suy sụp được. Con cháu rất là đông, mà nếu để cái mã ông bà suy sụp nứt
thì làm sao con cháu làm ăn nổi. Cái đó là người ta gọi là phong thủy di tâm á, nó là như vậy. Cho nên là dù muốn dù không, nhất định mình phải sửa cho an toàn. Mình là con, mình là cháu, mình còn sống thì mình phải lo mồ mả cho ông bà tử tế. Quý vị nhìn coi, người ta làm ở đây cũng rất là nhiều người làm, chứ đâu phải là có mình anh mình làm. Người ta làm đâu có bao giờ bị nứt nữa. Cái này người ta làm trước nữa nè, người ta làm trước cái thời gian mà họ làm cái mã bà ngoại với lại ông nội bà nội bên kia nữa, làm trước nữa đó. Mà bây giờ anh thấy nè, có sửa có gì đâu, ta còn nguyên thôi đó. Đó là do cái người thợ tên Hưởng, chú Hưởng, thấy không, ở Cô Cò, là do này chú Ngọt giới thiệu đó, mới gặp cái chú Hưởng đó mà kéo với nhau là làm việc đó. Cái số của chú Hưởng là 0399417418. Nếu mà có ai đó quen chú Hưởng, nó gọi chú Hưởng, hỏi chú Hưởng coi phải là chú Hưởng làm cái này không. Muốn thâu lại một đoạn phim để bà con cô bác mai kia mốt nọ mà có thân nhân mình mất mà muốn làm màu mã thì cũng nên cảnh giác cái phần này. Không biết chú Ngọt chú nghĩ sao. Ở đây bà con giới thiệu với tôi là chú Ngọt làm rất là tốt về vấn đề này, cho nên lúc đó là mấy đứa cháu vợ nó cũng là hăng say, nó muốn cho chú Ngọt làm, bởi vì anh em quen biết mấy chục năm. Nhưng mà không ngờ rồi cuối cùng thì chú Ngọt làm xi măng toàn là cát không, không có gì hết trơn, không biết làm chi vậy. Mình cũng không biết là xi măng nó chạy đi đâu, hay là hoặc là cái trường hợp mà nó như thế nào thì mình không biết. Mình đâu thể nào mình đứng ở đây hoài mà mình nhìn cái này cái nọ, mình đâu có phải ích kỷ như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ học được một vài học coi như là hết sức là đau, quá trời đau luôn đó, sửa lại hết toàn bộ đó. Thì đại khái vậy thôi. Con cũng cảm ơn mẹ là đã cho con về kịp thời để tiến hành là sửa được cái mộ của ông bà mà trước khi con trở về Mỹ mà con không sửa được thì chắc con ôm cái hận suốt đời con luôn. Tạ ơn giúp mẹ. Mã ông nội bà nội. Còn cái mã này nè, người ta làm trước khi trước năm 2018 nữa là người ta đã làm rồi, nhưng mà bây giờ nè, nó còn nguyên vẹn, không bị răng mà cũng không bị nứt mà cũng không bị cái gì thiệt hại hết. Thành ra cái còn đây là cái chú thợ ở trên cái đường Mỹ Xào, cũng quên rồi, không nhớ cái tên chú là chú tên gì. Nhưng mà chú cái lúc làm nó thì định giao hết trơn ba cái cho chú, nhưng mà chú lãnh ba cái hình bia đó. Bà ngoại là Võ Thị Kim, ba cái bia này. Nhưng mà sau đó đông tầng gì đó thì chú mới gọi lại chú, kêu chú nói là chú trả lại ba cái tấm bia, chú không có làm được ba cái tấm bia. Thì trong cái lúc đó mình rất là bận công việc thì mới nói rằng bởi vì chú lãnh rồi mà nói chừng chú trả lại cái mấy tấm bia này thì tôi biết ở chỗ nào mà tôi làm. Nhưng mà thôi, để tôi từ từ tôi mò. Nhưng mà chắc có lẽ là tôi cắt bớt công việc lại, bị hai cái bển đó cho người khác làm. Còn cái bên này thì chú làm, nhưng mà cuối cùng chú này làm lại là an toàn 100%. Nghĩa là
không có một cái dấu răng nứt nào hết đó trên cái mã của bà ngoại, thấy không? Đó, bà con nhìn đi, mình ai cũng hiểu rằng là cái mã của ông bà mình á, mình không thể nào để ông bà cha mẹ mình không thể nào để cho nó nứt hay là nó sụp hư cái gì được, cho nên là dù muốn dù không bất cứ giá nào mình cũng phải sửa, cho nên kỳ này sửa lại ông mã ông nội bà nội bệnh chắc cũng là gần 40 triệu nữa, nhưng mà chưa chắc là 40 triệu đó mà nó ổn đó. Thì bây giờ là cô bác bà con ai ở Hòa Tú này hay là ở trên thế giới mà về đây mà có thân nhân bà con mà muốn xây lại nấm mộ cho nó an toàn thì cũng nên nhớ kỹ rằng chú Út Ngọt chú làm cho tôi như vậy đó, cho cha tôi mẹ tôi như vậy đó. Bây giờ tôi nói ra thì anh em ít lòng, phải không? Cho nên tôi làm một cái video này để tôi nói lên cái sự thật này để cô bác bà con coi như là cảnh giác, sau này nếu mà có thân nhân mình mà cần thiết á thì cũng nên cẩn thận về cái phần này, vì cái mã mồ ông bà thì nó rất là quan trọng, ai cũng hiểu cái điều đó mà, nó rất là quan trọng, mình không thể nào để cho thợ họ làm bừa bãi được. Cho nên là mình không phải là mình tiếc tiền để mà sửa đổi hay là người ta kêu là nâng cấp gì lên á, mình không hiểu về cái đó lắm, nhưng mà sự thật ra làm có những cái là người ta làm rất là bền vững như thế này, mà có những cái như cái bển á, ông nội bà nội đó làm thật là quá tệ, tôi không thể nào mà chấp nhận được cái điều đó, nó rất là đau lòng. Bây giờ tôi cũng không muốn gọi chú Hưởng, tôi có số chú Hưởng ở đây, số phone chú Hưởng ở đây, nhưng mà tôi không muốn gọi để nói chuyện gì với chú Hưởng cả, bởi vì hồi lúc đó tôi có nói với chú Hưởng mà, tôi nói chú Hưởng là tôi không rành về đá về gạch này đó. Đây nè, tôi để cái tên của chú Hưởng rồi và số điện thoại của chú Hưởng nè cho bà con nhìn đi đó, rồi ai biết quen với chú Hưởng đó, tôi để Hưởng thợ đá Hoa Cương đó, thì gọi chú Hưởng hỏi về cái phần này là biết nha. Số của chú là 039 941 7418 đó. Thì thật sự là nên tránh, bởi vì người thợ này là đã không có thật lòng với một người khách hàng, thì tôi nghĩ rằng người khách hàng khác cũng không tránh khỏi cái cảnh này. Nói giá thì nói cho quá lố, bởi vì thấy tôi không phải là người địa phương, cho nên là muốn cầu muốn kéo lên cho tới ngút trời, cái giá ngút trời. Rồi làm á thì mua đá, cái loại đá như là rất là tệ, bởi vì kia chính cái bà chủ bán đá đó, bà giải thích cho tôi, bà nói nó có rất là nhiều cái loại đá tốt và loại đá xấu đó, ai muốn xài đá xấu thì mua đá xấu, bà chỉ cho rõ ràng cái này xấu giá rẻ nè, cái kia tốt giá mắc nè đó, rồi đá Ấn Độ, đá thiên nhiên, đá gì tùm lum, đá nội địa gì tùm lum hết đó. Tôi lên đó rồi tôi mới chứng kiến, tôi thấy rõ ràng là cái điều này là chú thợ, chú Hưởng, có lẽ là chú Hưởng là thợ, chú Hưởng sẽ biết hết trơn toàn bộ, phải không? Nhưng mà chú Hưởng không nói với tôi, chú Hưởng lại là đưa mẫu cho tôi coi, rồi tôi lựa, rồi xong là chú Hưởng đi lấy toàn cái số đá mà xong tôi lựa màu á, thì chú Hưởng lấy toàn bộ là cái đá dỏm đem về đắp lên đó, chỉ may mắn là có cái miếng ở trên đắp xuống đó, là có cái thánh giá đó, là cái đá nó là đá chống nắng thôi, thành ra nó bị ở dưới này nó bị dẫn bị cong rồi nó nứt, nó gãy hết toàn bộ bung lên hết. Nhưng mà
nếu ở bên trong đó mà chú ngọt đó, mà làm gạch đó, mà chú đổ một cái loại xi măng mà cho nó một cái đá xi măng mà cho nó cát đá mà cho nó già một chút xíu đó, thì chắc có lẽ là cái miếng đá nó cũng dính xuống, hoặc là keo đổ cho ngon chút xíu đó, thì nó cứ dính xuống. Đằng này chú ấy làm rất là tệ, chú ấy làm bây giờ đạp ra là xi măng, đạp ra nó chỉ là cát không, nó không có xi măng gì hết. Chắc lẽ mấy chú đó nghĩ rằng là sau khi mà đắp cái này lên xong rồi là không có bao giờ ai mà thấy được ở bên trong là cái gì nữa, có lẽ là họ nghĩ như vậy. Nhưng mà không ngờ bây giờ tôi lại tóc ra là tôi làm lại như vậy đó, thì nó đã lòi ra những cái sự thật rất là bi đát đó. Vì vậy đó cho nên là tôi muốn để mà tất cả mọi người hiểu biết rằng là cái chuyện mà thật lòng với không thật lòng nó đã bị đưa ra ánh sáng một cách coi như là rất là thậm tệ đó. Thì bây giờ ở đây là tất cả mọi người là đều có đạo công giáo hết, thấy không? Cho nên là mình là người đạo công giáo, mình không nên làm những cái chuyện mà trái với lương tâm, trái với cái sự đạo đức. Hằng ngày mình đi đọc kinh để làm gì hả? Mỗi tối mình đi đọc kinh để làm gì? Rồi sau khi đọc kinh đó mình đi gạt người ta, mình lừa người ta, thì đi đọc kinh để làm gì? Đi xưng tội để làm cái gì? Có xưng mấy cái tội đó ra hay không? Đó. Thì đại khái là tôi muốn nói lên cái sự thật để cho tất cả mọi người bà con trên thế giới, đó là khi mà nhìn được cái video này thì sẽ nên cẩn thận để mà nếu mà có lâm dấp vào những cái tình trạng như thế này. Bởi vì tôi buồn lắm, tôi rất là buồn mà tôi không nói được, cho nên là buộc lòng tôi phải đưa lên cho toàn cả thế giới nhìn thấy được cái sự thật này. Thì tất cả cô chú anh chị em bà con bạn bè, ai là người Công giáo hoặc là Phật giáo, hay là tất cả mọi người mà thấy rằng các bạn thông cảm cho tôi, thì cho tôi xin một cái like trong cái YouTube này và một cái subscriber, để subscriber đó nó sẽ tặng nó cái like đó là nó sẽ tỏa ra cho mọi người khác nhìn thấy được cái YouTube này. Và nhiều subscriber, tôi ao ước là được có nhiều subscriber để tôi làm ra nhiều được cái video hay khác mà về cái vấn đề lừa đảo đó, tránh đi cái sự lừa đảo đó, để cho cô bác bà con để mà nhìn thấy, để mà tránh đi những cái thứ mà nó không tốt, nó đem đến cái thiệt hại cho mình. Nhưng mà lời cuối thì tôi cũng xin khuyên, tôi không dám trách các bạn, nhưng mà tôi khuyên các bạn, nếu mình ra đời mình làm ăn, mình phải làm bằng thật lòng. Mình làm bằng thật lòng thì cái chuyện làm ăn của mình nó sẽ tiến lên, và đồng thời nó sẽ mang đến cho mình một cái nguồn lợi coi như là vô giá. Còn mình làm ăn mà giả dối lừa đảo không có bền đâu. Ở đây là trước mặt đất mẹ, trước mặt Chúa ở trong kia, tôi xin khuyên các bạn hãy bình tĩnh. Khi mà nghe được cái đoạn clip này, hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại trong những cái công việc làm ăn của mình. Đừng có gian dối lừa đảo, nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Bây giờ tôi cho là thí dụ như bây giờ lãnh hai cái mộ đó là 85 triệu của cái năm 2018, mà nó có cao hơn hay là có lừa gạt tôi được 10 triệu, 20 triệu nó cũng không thấm vào tôi. Nhưng mà sự thật ra các bạn sẽ mang một cái hậu quả, biết không? Đó, bây giờ các bạn làm mà trong đó nó tốn 10 bao xi măng mà các bạn chỉ làm có 5 bao xi măng, thì các bạn bỏ chỗ khác có 5 bao xi măng thôi. 5 bao xi măng nó có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà cái đó là một cái tội lỗi mà mình
mình không tránh khỏi được cái sự là phiền cõi sau này, sau khi công việc của mình làm trước Chúa và Đức Mẹ. Tuy rằng tôi không thấy, tôi không biết cái gì hết, nhưng ở đây có Đức Mẹ biết nè, có Chúa trong kia biết nè. Chúa ở khắp mọi nơi mà, Chúa thấy hết trơn, Chúa hiểu hết trơn. Chúa hiểu các bạn làm cái đó sai. Mà trong khi tôi tha thiết, tôi nói rằng tôi là người không hiểu, cho nên là cố gắng giúp tôi làm cho nó tròn vẹn, cho nó cứng cát, phải không? Đó, cho nó chắc chắn thì xi măng phải đổ cho nó. Đặng xi măng, nó nhiều xi măng, đừng có để đá cát không là nó sụp, nó hư, sau này nó thất bại. Tiền tôi không có ở đây thường, thành ra không có sửa đổi được. Đó, thành ra bây giờ nó lòi ra những cái chuyện như thế này. Đó, lúc đó thì chắc có lẽ là mấy chú nghĩ rằng là tôi không thể nào biết được ở dưới này nó là cái gì, cho nên mấy chú làm như vậy. Nhưng bây giờ không ngờ rằng tôi nhờ mấy em này nó lật lên, nó làm lại. Thường khi người ta làm thì người ta phải chờ cho là thanh minh thanh nga gì đó, nhưng tôi không tin đó. Tôi muốn làm là tôi làm thôi. Đó. Thì sẵn tiện dịp về đây hôm nay, kỳ này tôi nhìn thấy những cái sự mà tan nát như thế này thì mới có cái cơ hội mà gọi mấy cháu này lại cho nó coi. Thì tôi cũng nhìn thấy nó làm cái sân nhà cho ông Xui. Thì nó rất là hài lòng tôi, thì thành ra tôi mời nó lại để nó văn ra nó sửa. Thì nó gặp ở trong đó rồi những cái thứ mà mình thấy rằng là thợ làm gạch cũng không nên làm, mà thợ làm đá cũng không nên làm đó. Cho nên là bây giờ mấy cháu nó mua hồ, nó không phải, nó mua keo, nó đổ lại hết những cái kẻ này, nó đổ keo toàn bộ lại hết cho dính giữa cái miếng đá với lại cái gạch ở trong đó, nó dính lại đó. Bởi vì nó để cái bát nhỏ đây thôi, để cái bát nhỏ đây, rồi mới mốt cái bát này nó xét không bứt cái là xong rồi. Bưng cái này ra, bây giờ keo nó đổ ở đây thì nó dính cái này vô trong cái gạch này, nó không còn bùng binh như hồi xưa nữa. Vậy thì chỉ có mấy lời với tất cả các bạn, cô chú, anh em để biết được những cái sự mà làm ăn giả dối như vậy đó, rồi sau này để mà tránh đi cái người địa phương thì có thể tránh được cái sự gian dối đó, còn cái người mà ở xứ khác thì cũng hiểu được cái chuyện làm này, để mà bàn thảo với những cái người thợ mà người ta làm cho thân nhân mình đó, người ta làm cho mùa mã thân nhân bà con mình đó, cho nó chắc chắn chu đáo đàng hoàng. Thì con cũng tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Trương Vũ Diệp đã cho con kịp thời coi như là sửa chữa cái mùa mã của cha mẹ con. Xin dừng cái video ở đây, tạm biệt tất cả các bạn cô chú bà con em, bye bye.